Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cái mẹo mà ướp thịt nướng để ăn với cơm tấm, với bún thịt nướng đó các bạn. Mà có thêm ba thứ này nữa thì làm cho miếng thịt ăn nó rất là thơm ngon mà đậm đà nha các bạn. Còn đây là cái cục nạc dăm. Cục nạc dăm này gần 1 kg các bạn. Đó, bây giờ mình rửa sạch mình thái ra ha. Ok, sau khi rửa sạch thái ra thì mình thêm một bước nữa là giờ mình cho khoảng một muỗng rưỡi muối hột đó các bạn. Rồi mình cho nước vô cho nó ngập mặt, mình ngâm từ 10 cho tới 15 phút nha các bạn. Để cho miếng thịt nó được săn chắc lại, nó tươi hơn mà nó cũng ra được những cái chất hôi tanh của trong miếng thịt nữa ha. Rồi bây giờ mình cho khoảng một muỗng rưỡi đường vô để mình thắng y như thắng nước màu đó các bạn. Để mình làm cái nước sốt ướp ha. Thì khi mà nó ngã thành cái màu cánh gián rồi các bạn, mình cho nước vô tầm 3 4 muỗng nước gì đó bạn. Đó, mình vậy cho nó tan hết rồi. Giờ mình cho hỗn hợp gia vị vô ha. Đây là ngũ vị hương, cũng tầm nửa muỗng cà phê, ngũ vị hương phải có nha các bạn. Nó sẽ làm cho miếng thịt rất là thơm. Một muỗng cà phê bột ngọt. Một ít tiêu. Rồi một ít hạt nêm, nước mắm, còn một muỗng canh nước mắm đó các bạn. Rồi dầu hào, một muỗng dầu hào, dầu điều để tạo cho cái màu vàng nó đẹp đó các bạn, mình cho tầm 2 muỗng nha. Rồi sữa đặc, 2 muỗng sữa đặc luôn các bạn. Sữa đặc thì nó làm cho cái độ ngọt của cái miếng thịt nó được béo hơn ha, được ngọt béo ha. Rồi dầu ăn cho tầm 3 muỗng dầu ăn các bạn. Dầu ăn thì để nó làm cho cái miếng thịt nó được bóng bẩy hơn ha. Ok, giờ mình cứ vậy tan cái hỗn hợp này đi rồi để tí xíu nữa mình ướp thịt ha. Đây, để nó ra thêm cái nước máu đó các bạn. Các bạn nhìn thấy cái miếng thịt nó nhìn thấy nó tươi hơn ha. Ok, bây giờ mình chắc rồi mình rửa mình để ráo ha các bạn. Đây là cái gạo tắm đó các bạn, gạo tắm xay á. Bây giờ mình cũng đã do xong xuôi rồi, bây giờ mình nấu cơm tắm bằng nồi cơm điện ha. Thì nó cũng như nấu cơm thông thường các bạn, cho nó nhiều nước hơn thông thường tí xíu là ok. Rồi, cho miếng lá dứa vô để cho nó thơm. Sau khi sôi thì mình cũng ấn nút 2-3 lần thì cơm nó mới ngon. Thịt nó ráo nước rồi, bây giờ mình ướp thịt nha các bạn. Thì đây có hành, tỏi và sả cây. Thì tất cả đều đập dập hết nha các bạn. Mình đập dập thôi rồi mình ướp. Chứ mình không có băm nhuyễn băm nhỏ nha các bạn. Băm nhuyễn băm nhỏ thì khi mình ướp, mình chiên hay mình nướng thì nó sẽ bị cháy các bạn. Mình chỉ ướp như vậy thôi, tí xíu nữa là mình chỉ cứ gấp thịt nó ra thôi, chứ mình chiên mình nướng thôi chứ nó không có ra theo gia vị ha. Còn những cái hỗn hợp gia vị này thì nó sẽ ngấm trong miếng thịt đó các bạn. Khi mình chiên mình nướng thì coi như là nó bốc cái mùi ra rất là thơm nha các bạn. Thơm nức mũi luôn các bạn, thơm ngất ngay luôn á. Ok. Còn đây là bột tỏi nè, bột hành này, giờ là cái ngũ vị hương. Có thêm ba thứ này thì nó làm cho cái miếng thịt đó nó rất thơm mà nó ngon, rất đậm đà nha các bạn. Ok, bây giờ mình cho thêm 2 muỗng mật ong vô này. Mật ong mình cho vô lúc này thì khi mình chiên mình nướng thì nó làm cho cái miếng thịt nó được bóng bẩy mà nó được vàng hơn nha các bạn, rất là đẹp mắt. Ok, thì bây giờ mình chiên ha, chiên ít dầu thôi nha các bạn. Rồi, các bạn cứ mở lửa liu riu, mình cứ chiên từ từ ha. Mở lửa vừa thôi nha các bạn. Ok,
ok. Đấy, ở miếng thịt bây giờ càng ngày nó càng vàng rồi các bạn, nó vàng màu cánh gián rất là đẹp ha. Đó, bây giờ như vậy là ok rồi các bạn, vừa vàng vừa cháy cạnh như vậy là ok rồi này. Đó, thơm quá trời thơm luôn các bạn ơi. Đó, các bạn thấy cái gia vị, khi mà cái gia vị mình đập nó lớn lên nó thì nó không có bám vô trong cái miếng thịt này, cho nên nó không có bị cháy đâu các bạn ha. Rồi bây giờ thì mình làm cái chén mỡ hành để tí xíu mình ăn cơm tấm nè. Đó, mình sắc hành rồi mình cho dầu nó sôi lên, mình chế vô, mình trộn đều lên cái hành là cái hành nó rỉu xuống các bạn. Đó, nồi cơm này mình ấn nút 2 lần rồi các bạn. Đó, cơm bây giờ nó rờ rất là thơm, ok luôn ha. Ok, cơm đã lên đĩa. Đây, bây giờ mình cho ít mỡ hành lên trên cơm này. Rồi, gấp thịt qua. Quá trời thơm luôn các bạn. Đó, cái nạc dăm thì nó vừa nạc nạc mỡ mỡ các bạn, ăn rất là ok. À, chan tí nước mắm cho đậm đà ha. Sắp tới thì mình cũng làm cái clip chia sẻ cái cách làm nước mắm để ăn cơm tấm, ăn bún thịt nướng, ăn các loại bánh mà để lâu không bị hư nha các bạn. Ok, rồi bây giờ xin mời các bạn ha. Rồi, quá thơm luôn, mềm ngon luôn các bạn ơi. Ok, xin mời các bạn nha. Tại nó thơm mà nó đã, thịt miếng thịt ăn nó đậm đà, quá đã luôn các bạn ơi. Quá ok luôn. Ok, cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi video. Thấy video hữu ích thì cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần, để mình có động lực để chia sẻ những cái mẹo vặt, mẹo hay trong cuộc sống ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.